về anh chàng lương sinh ba. Đạo một thanh niên học thức ở Sài Gòn, quen với nàng là nữ sinh viên. Nàng ở Gia Lát Công Tâm, tên là Trúc Anh Đài. Hai người học chung được thương nhau rồi họ hẹn đi thi xong sẽ nên nghĩa vợ chồng. Nếu ai mà thấy dạ đổi lòng thì thề uống cạn một lần ba ly bia. Vài hôm sau hai người họ hẹn đến Cần Thơ để giết bắt Minh Điều. Thì trời đất ơi, mới xe tới Mỹ Thuận à, thì cha nàng gọi tức tốc về ngay. Không biết chi mà cha nàng gọi gấp, nàng tức tốc quay gấp quay về liền. Không có xe đò quốc tại ông đã ơn. Về đến nơi nhưng nghe cha chàng quyết định bắt nàng gả cho ông chủ giám đốc chạy hòn. Hương sơn ba nghe khóc ôm sầu, ối ra máu mụn một lần hai ba lâu. Vài hôm sau chàng lương đôi vàng, Trúc Anh Đài mới ra một điều kiện. Nếu cha mà bắt con phải làm tiến hành hôn lễ thì phải cho biết mẫu chàng lương. Trời đất ơi, khi ghe tới nơi rồi, Trúc Anh Đài đứng có chết chân. Nhìn lương sơn má đang ngồi dưới gốc xài, bên cạnh là dĩa thịt cày và chai rượu để gò đen. Bây giờ là hát giọng cổ ha. Cái mà chèo lấy chai rượu đấy tôi để trên đầu kèo. Bà có nghe không lời đầu nằm của tôi? Vợ tôi lên lấy đầu khổ mình và một ít người dân ra đây để anh em mình nhậu chơi. Cái hỡi cô sữa muối tóc mấy trăm vàng, công công mà méo méo như cái bắp kèn. Sữa lần thứ hai mới thấy tạm ngay ngay, nên tôi rất sợ đặt ra điều kiện. Nếu lỡ tương nhau rồi ăn ở làm sao mà hết nhau mà mạnh quá cái mũi đó tàn. Thương nhau mà không hết thì đâu phải là vợ chồng. Lúc trời ban ra thương quá phải đâu mà hôn mà nó đau. Nên tôi rất sợ là đặt ra điều kiện. Nếu lỡ thương nhau hôn ở đằng sau tới. Ê, không đúng hay sao tất cả đều ngạc nhiên. Thì tình của tôi ý nghĩa gì vô duyên. Tía tôi thì ổng tên đủ, mà quanh năm chàng đủ mặt đủ ăn. Ổng mới đặt tôi đó là ta thừa, là cầu tài cầu chân, là điều mong mỏi cho tôi được sớm hơn cha đổi ta số phận. Lớn lên làm ăn khá giả, vô phép một lần. Ủa, tôi vô phép hồi nào? Sao mày dám nói là dư nọ dư kia? Ông có rượu mày ngồi đây, sao mình không kiên cử e dè? Tao là hỏi chồng dư đây.